Cái câu hỏi cuối cùng mà thầy có thể hỏi em là một cái người trẻ như em, năm nay em chỉ vừa ngoài 30 thôi, mà thầy muốn biết tại sao lại cái tâm huyết của em là rất là cống hiến đi làm cho việc thiện nguyện, mà hầu như cái này là em làm một cái việc full time, tức là một cái job em làm luôn, và em không có đặt nặng về vấn đề phải đi tìm cơm áo gạo tiền như những cái người học trò khác mà thầy có cơ hội thầy được coaching hay hướng dẫn. Và thầy thấy em là gần như thiện nguyện là một cái niềm đam mê của em, và em quên luôn cả cái bản thân mình. Thì em có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của mình hiểu một chút xíu. Thứ nhất là em có cái động lực nào hay câu chuyện nào mà làm cho em có được cái động lực như vậy? Và cái phần thứ hai của câu hỏi của thầy là làm thiện nguyện thì lúc nào nó cũng có những lúc là có sẽ bị mang tiếng, hay là em cũng biết những cái việc scandal của những người làm thiện nguyện Việt Nam. Thì em có cái lời khuyên nào cho những bạn trẻ muốn làm thiện nguyện giống như em mà họ vẫn còn ngại với những cái sự scandal giống như những cái chuyện mà mình hay thường nghe trên những cái tờ báo của Việt Nam? À, thực ra thì ở đây thì có một cái câu chuyện mà em nghĩ rằng là bất kỳ ai thì cũng có một cái câu chuyện của riêng mình, và phải có một cái bước chuyển nào đấy, có một cái sự kiện nào đấy nó đánh dấu là tại sao người ta lại biến thành như vậy. Thực ra thì bản thân em thì ở lớp 11 em có một cái biến cố tức là trước đó thì có thể là cấp 2 mình học cực kỳ giỏi, mình có thể là 9 phẩy tất cả các môn, 10 phẩy, 9 phẩy, thậm chí chia trung bình ra em còn được 9,2, tức là ở Việt Nam là xếp hạng xuất sắc chứ không phải là xếp hạng giỏi nữa. Thì tuy nhiên thì lên đến cấp 3 thì mình gặp một cái môi trường giáo dục nó đang bị, thời điểm đó thì nó đang rất là tệ, bị một cái tệ nạn là đút lót, hối lộ, thậm chí là tổ chức học thêm, nếu mà mình không học thêm thì mình sẽ bị trù dập, mình sẽ bị hạnh kiểm, rồi là mình sẽ bị đánh giá thấp. Thậm chí là em đã bị học sinh trung bình lần đầu tiên trong cuộc đời với lớp 11 đấy bị học sinh trung bình. Thì thực sự nó là một cái cú sốc đối với em, và em gần như là mất hoàn toàn niềm tin vào cái giáo dục, và em đã muốn tìm đến cái chết. Thậm chí là em đã mua thuốc độc, thuốc thuốc ngủ về em định uống, và em đã định tự tử. Tuy nhiên thì đến những giây phút cuối cùng để em lại quyết định không không tự tử nữa. Và từ giây phút đó trở đi thì bắt đầu em đã phát hiện ra là mình có thể không cần đến học tại cái nền giáo dục tại Việt Nam để có thể rằng là mình thành công. Thì em đã đi học thêm, ngay từ lớp 11 em đã quyết định đi học lập trình viên quốc tế, cũng như là làm về đồ họa, là học về đồ họa multimedia để có thể rằng là tự theo cái đam mê của mình. Thực ra hồi bé thì cũng chỉ là biết thích về công nghệ, thích về máy móc thôi, còn chả biết rằng là sau này kiếm tiền kiểu gì hết, nhưng mà ít nhất là không cần học cái nền giáo dục Việt Nam là em đã thấy rất là ổn rồi. Tại vì thực ra là mình không phải nói tất cả, nhưng mà tất nhiên rằng là ở trong nền giáo dục Việt Nam đâu đó thì vẫn còn xuất hiện những cái tiêu cực, nó không thể tránh khỏi được. Bây giờ ở bất kỳ một nước nào trên thế giới nó đều có hết, và em thì không may là em bị rơi vào cái trường hợp đấy. Thế là em đã quyết định là không 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 học đại học Việt Nam, em bỏ ôn thi tất cả các môn từ lớp 11, em đi học luôn Aptech với cả lập trình từ 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 điểm đó. Thì đấy là cái câu chuyện chuyển biến của mình, từ một cái đứa học rất là giỏi cho đến khi mà bị trù dập. Tại vì lúc đấy là nhà em nghèo, bố em chỉ bốc vác được, nuôi cả gia đình bốc vác nuôi được 3 triệu một tháng. Mẹ em thì cũng là bệnh bệnh xã hội, có những bà không được tỉnh táo. Thế là bố bơi đi bốc vác nuôi mình, thế nhưng mà giáo viên bắt mình học 5 triệu một tháng, sau khi bố mình thu nhập được 3 triệu. Thế là em đã quyết định em bỏ. Thậm chí em cũng không chia sẻ với bố mẹ thời điểm đấy, là em vẫn cứ trả vờ, em vẫn lên lớp, em vẫn đi học. Tuy nhiên thì em đã bỏ tất cả các môn và không đi học tất cả cái môn học thêm nào nữa, để có thể là học đại học, mà em sẽ quyết định đi từ lớp 11 như vậy. Rồi sau đấy thì bắt đầu là tư duy mình nó thay đổi. Tức là lúc đấy mình có một trong những cái lý do giúp em không chết nữa, đấy là có một cái những cái người mà em thấy rằng là có những cái người cũng ở trong lớp đấy cũng đang bị bắt nạt, cũng đang bị bạo hành học đường, áp lực từ những thầy cô như vậy. Thế là nếu mà mình tạm thời mình sống thì mình giúp được cái con người đấy, giúp được những cái bạn đấy. Thế xong bắt đầu em lại đi ra ngoài đường, em lại thấy là ô, thế sao lại có những cái người lại bị khuyết tật, người ta không đi được, người ta lại bị cụt tay cụt chân, thậm chí người ta bị thiểu năng. Thế là mình lại còn may mắn hơn người ta. Thật ra là em học mọt sách đến cái độ lớp 11 em mới biết rằng là ồ, trên đời tồn tại người khuyết tật. Tức là xung quanh mình là mình không có chú ý gì luôn á. May mà ở ở một cái chợ mà ở gần nhà em thì có một người bị khuyết tật, người ta ngồi xe lăn. Lần đầu tiên mình biết đến người khuyết tật về ở Việt Nam mà học ấy, thì học rất là kinh khủng. Học cứ học ngày học đêm, học thêm học nếm, học từ sáng đến tối, học chỉ để không biết là để làm gì, nhưng mà chỉ để học để đi thi đại học thôi. Đấy. Thế thì lúc đấy em mới thấy rằng là hóa ra là khi mà mình sống ấy thì mình có thể giúp đỡ thêm một người. Thế là em cứ thế.
giúp được một người, một người, một người. 2017 là em bắt à, 2009, 2008 là bắt đầu em đi tình nguyện. Tức là 17 tuổi là em gần như là muốn chết rồi. Thế nhưng mà đến lúc đấy là em biết có người khuyết tật, cho nên em nghiên cứu những cái nào đấy để giúp được cho họ. Thế đến 2018 thì em tham gia vào một cái tổ chức tình nguyện đầu tiên, là em đã được phụ trách hơn 18 tuổi, chả biết cái gì cả, còn chưa học đại học, còn chưa biết cái gì hết, nhưng được anh chị em tin tưởng và giao cho phụ trách một cái dự án mà chính mình nghĩ ra. Đấy là dự án về thiệp nhân ái. Tức là từ đấy em đã bắt đầu đã có suy nghĩ rằng là không xin tiền ai hết, em phải tạo ra một cái gì đấy để có thể sòng phẳng đưa cho người ta một cái thiệp, bán cho người ta một cái thiệp, thu lại được tiền 50% là lãi, lãi đấy dùng để giúp đỡ các em nhỏ, thậm chí các em nhỏ làm được được trả lương đàng hoàng. Tức là đây là giống như câu chuyện là trao một cái cần câu, không không trao ngay một con cá. Thế là đã có hơn 60 em nhỏ đã được em giúp ở các làng trẻ mồ côi và khuyết tật, được em giúp để làm ra được những thiệp và được bán được những tấm thiệp đấy. Có một cái kỷ niệm em rất là đáng nhớ, đấy là khi mà những cái tháng lương đầu tiên của một cái em nhỏ câm điếc ở trong một cái làng gọi là làng hữu nghị Việt Nam là bị câm điếc, bị chất độc da cam. Em ấy đã mua một cái điện thoại, hồi đấy là mua điện thoại đen trắng thôi, Nokia ấy, đen trắng, và đã bắt đầu nhắn tin được cho bố mẹ những cái dòng chữ đầu tiên là con mua được điện thoại đấy, như thế này như thế kia, và bằng những cái tiền mà các em ấy được làm ra bằng bằng chính đôi tay của mình. Thực sự em rất là xúc động. Thậm chí rằng là thầy có biết rằng là những cái người bị khuyết tật, bị câm điếc ấy, ngôn ngữ người ta nó không được như bình thường. Ví dụ mình sẽ nghĩ rằng là con rất vui vì đã được mua cái máy điện thoại bằng tiền con làm ra, thì em ấy sẽ nhắn rằng là mua điện thoại làm ra con vui rất, kiểu thế. Nó bị ngược, bởi vì các em ấy không có được điều kiện một cách trôi chảy như mình giao tiếp, mà phải học qua cái ngôn ngữ ký hiệu, và khi nhắn tin thì nó cứ lộn tùng phèo cả lên. Nhưng mà thực ra đấy là một cái rất là em đáng nhớ. Thì em đã biết là phải phải tự lực từ từ hồi 17 tuổi, 18 tuổi làm dự án là phải tự lực. Sau này thì như em đã chia sẻ với thầy, từ lúc mình gặp nhau em đã phải đi nhặt phân bò để có thể bán cho những người bón cây đấy, để tạo gây quỹ. Em đã đi đào đất phù sa để đi bán đất phù sa đấy cho những người trồng cây, tại vì lớp 8 chúng ta đã học rằng là đất phù sa rất là tốt cho cây. Thậm chí là em đi nhặt rác tại làng gốm Bát Tràng, nhặt từng bới từng những cái ba cái bãi rác đấy, đến tận tối muỗi nó đốt cho sưng hết cả chân, cả lũ cười rất là vui với nhau, bởi vì sưng muỗi đốt sưng chân, nhưng mà mỗi đứa là được mấy bao tải cái rác gốm đấy mang về, rồi là mấy năm trời mà em bán được 60 triệu. Tức là gần như là nó dẫn dắt mình từ những cái việc nhỏ thôi, rồi là mình mua được dê, mua được bò, xây được cái trường đầu tiên, xây được cái nhà vệ sinh đầu tiên, rồi dần 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 mình tư duy bây giờ mình xây trường mãi, chẳng ai cho mình tiền trường mãi được cả. Thế cuối cùng mình mới nhớ ớ ra rằng là à, hóa ra mình phải tạo một cái cộng đồng trước. Khi mình tạo được một cái cộng đồng nuôi em nó lên đến 5.000 người, thì từ hai cái trường nó lên được 4 cái trường. Mình tạo được một cái cộng đồng nuôi em lên được 20.000 người, thì từ 4 cái trường nó lên được 15 cái trường, lên được đến 20.000 người, nó lên được đến 77 công trình, rồi nó lên được 105 công trình, và em tự tin là năm nay bọn em sẽ xây được hơn 200 công trình trong vòng 1 năm. Đến bây giờ là tháng 3 và em đã chốt được 41, 42 công trình rồi. Đấy, cho nên là em sẽ thấy rằng là à, hóa ra cuộc đời mình nó sẽ thay đổi ngay từ cái thời điểm đó, và mình thấy rằng là mỗi một lần mà mình giúp được thêm một người, mình lại tự tin hơn, mình lại có năng lượng hơn, rồi là mình cứ thế thôi. Rồi là mình cũng cưới một cái cô vợ trong đội tình nguyện luôn. Thế là hai người có thể dắt nhau đi, đấy cũng là chiến lược của em. Đấy, em phải tìm những cái người đồng cảm và cái người giúp hiểu được mình và sẵn sàng cùng với mình hy sinh. Thật ra hy sinh ở đây thì trong nháy nháy thôi. Có thể người khác nhìn vào thì có thể thấy mình hy sinh sự nghiệp, hy sinh tiền bạc, hy sinh thời gian, hy sinh tuổi trẻ, hy sinh rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì để tiếp tục sang cái câu hỏi thứ hai của thầy về mặt cái câu chuyện về thế làm thế nào để cân bằng, làm thế nào để tránh scandal các thứ. Thế thì có một cái điểm thú vị để em nhận ra được là sau 15, 16 năm em làm tình nguyện thì có một cái mà không không ai có thể cướp đi được của mình, hoặc là không ai có thể thể làm tốt hơn bằng mình, đấy là việc kinh nghiệm. Cái trải nghiệm của mình nhiều thì kinh nghiệm của mình lên. Khi mà em học về Arena Uptech thì nếu mà không có cái tình nguyện này nó để mà em áp dụng vào, cũng như là em trau dồi nó, hoặc là em tự học về marketing, tự học về 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 bán hàng, về học kinh doanh. Chính cái thiệp nhân ái là cái từ cái thằng em từ con số 0 từ từ kinh doanh, nhưng mà sau khi thiệp nhân ái em đã có thể tự kinh doanh được, không cần ai dạy hết.
vì cái kinh tập như là em đã kiếm được 250 triệu chỉ trong vòng 2-3 năm đầu tiên, bán được 22 vạn cái thiệp, 22 vạn rưỡi cái thiệp trong vòng 2-3 năm đầu tiên đấy. Thế thì đấy chính là những thứ mà mình đạt được, mình có được, chính là kinh nghiệm. Rồi sau này em mới thấy nó quý giá hơn nữa, đến được chính là những người bạn tốt, những cái trải nghiệm, những người bạn tốt. Thế là thậm chí là đến bây giờ em đã có thể biết được về chứng khoán, đầu tư chứng khoán, thậm chí em đã mua được đến 6 mảnh đất cho riêng bản thân mình từ những cái sự khéo léo của mình. Ví dụ mình có thể gọi anh em bạn bè vào chung vốn, có thể rằng là mình vay vốn của nhà ngoại, có thể rằng là mình vay vốn ngân hàng, có thể rằng là mình được thưởng, mình đi làm, hai vợ chồng góp lại những cái sổ tiết kiệm, cứ những cái mảnh đất nó rất là nhỏ thôi. Tuy nhiên thì đấy cũng là cái để cho vợ mình cũng tin tưởng mình hơn, cho mình một cái sự tin tưởng cũng như là cùng với mình đồng hành tiếp tục. Thậm chí là chỉ trong vòng 1 năm thôi mà em nghĩ rằng là 1 năm đấy em có thể thu nhập bằng cả những cái người bình thường khác có thể kiếm trong vòng 5 năm, 7 năm. Thậm chí rằng là một anh ở quê em cũng chia sẻ rằng là cái số tiền mà em đang kiếm được mỗi năm có thể bằng anh ấy kiếm gần như là cả đời. Ví dụ như là mình năm ngoái em kiếm được gần 2 tỷ. Thế thì từ 2 tỷ đấy nó không liên quan gì đến tình nguyện hết, mà hoàn toàn đấy là do mồ hôi công sức của mình, những cái sự rủ rê bạn bè khéo léo, bạn bè cùng góp vốn để cùng làm. Thế thì cái câu chuyện là nhiều khi em nói vui với mọi người rằng là không biết là tao đã thiệt hay là tao lại lãi. Bởi vì nhiều khi nếu mà các bạn có thể kiếm được 10 triệu, 20 triệu một tháng, nhưng mà các bạn cũng chỉ dừng để ở mức độ đấy. Nhưng mà bây giờ em có thể một tháng em có thể kiếm được 100 triệu bằng các bạn có thể kiếm bằng 1 năm. Một tháng của mình em có thể kiếm bằng một những bạn khác kiếm bằng 1 năm. Thì em nói vui với các bạn là tao cho chúng mày đi trước. Có thể rằng là trước đây tao có thể kiếm được 2 triệu, 3 triệu, tao sống rất là vui vẻ rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì có thể rằng là tao vẫn đi tình nguyện, tao vẫn không được một cái xu nào từ tình nguyện hết. Đội nhóm tao cũng không trả tao một đồng lương nào hết, nhưng tao vẫn có thể kiếm được tiền, vẫn có thể nuôi được gia đình, vẫn để cho vợ con yên tâm, và mình vẫn có thể đi tình nguyện full time 8 tiếng, không có vấn đề gì hết. Thứ nhất, tại sao em lại làm được việc đấy? Bởi vì thực ra ấy, em có 3 nick Facebook. Cái nick Facebook đầu tiên là dành cho gia đình, về cho bạn bè. Nick Facebook thứ hai là dành cho tình nguyện. Tức là ở trong cái tình nguyện thì không có bạn bè, không có gia đình gì hết, không có cái gì hết, không ai biết em là ai. Và em tự lập cái nick Facebook đấy, và thậm chí bây giờ nó đã có tích xanh. Trong cái nick Facebook tình nguyện đấy không bao giờ em up em kiếm tiền cá nhân, không bao giờ em up cái gì để người ta mua cho em hết, không bao giờ em khoe rằng là mình đang làm cái gì để mình kiếm tiền. Nó là một cái ẩn số đối với mọi người. Nhưng mà sau này em cũng đã chia sẻ, em đang làm mấy công ty cùng một lúc, em đang đầu tư, em đang thế này thế kia. Tuy nhiên, cái việc mà em không làm bất kỳ một cái gì cá nhân ở trên cái nick thứ hai đấy giúp cho em giữ được một cái hình ảnh với mọi người rằng là không biết thằng này, rõ ràng thằng này không đi kinh doanh, rõ ràng thằng này không làm gì có lợi cho nó cả, thế mà nó vẫn đi tình nguyện được mười mấy năm như thế. Thế là thì gần như là em không bao giờ em có một ai hỏi, gọi là có một cái sự đàm tiếu nào đấy về mình là thằng này kiếm đi đi tình nguyện chỉ để gọi là có danh tiếng, để phục vụ cho một mục đích nào đấy của nó. Không, không bao giờ có cái chuyện đấy. Bởi vì em có nick Facebook thứ ba là nick Facebook đấy là riêng về nghệ thuật này, về những cái gì mà em đam mê, em sở thích, thậm chí là em kinh doanh, thậm chí em đầu tư, em làm trên cái nick Facebook thứ ba đấy. Rồi thứ nữa rằng là cái câu chuyện về mặt minh bạch tài chính, em luôn luôn có hẳn một cái website để minh bạch toàn bộ số tiền đầu vào. Thế xong bắt đầu là đầu ra thì em làm rất đơn giản thôi. Thầy cô ở trên núi ăn bao nhiêu bữa là một cái đề nghị thanh toán. Em sẽ dựa trên đề nghị thanh toán để em chuyển tiền có sao kê đàng hoàng. Sau đấy thì thầy cô ở trên núi tiếp tục đưa lại cho em một cái tờ cam kết xác nhận tôi đã nhận được số tiền này từ dự án này, chấm hết. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Và thứ ba nữa là thầy đã thấy rồi đấy, tất cả mọi người đều có một cái contact xuyên suốt từ bố mẹ, già làng, trưởng bản, thầy cô giáo, hiệu trưởng cho đến phòng giáo dục. Và thậm chí họ còn được lên, họ gặp chính những em nhỏ đấy. Thế thì thử hỏi nếu mà bây giờ có một cái sự gian lận ở đây thì người ta sẽ nắm được ngay. Cho nên là người ta nhìn vào cái mô hình, người ta thấy rằng là ở đây thì gần như là không có một cái sự gì đấy cả. Nếu có thì ở một cái khâu nào đấy, em không nói rằng là không dám nói rằng là không bao giờ có, em nghĩ rằng là vẫn có, nhưng mà nó sẽ nhỏ, nó sẽ ít. Nhưng mà về mặt nhìn lớn lên, nhìn rộng lên thì kể cả nó có một cái gì đấy ở đâu đấy ở phía dưới, chắc chắn là không bao giờ là từ phía bọn em cả, đấy là điểm chắc chắn. Nhưng nếu mà có ở phía dưới thì mình hãy cứ phải gọi là vui vẻ chấp nhận. Bởi vì ví dụ hàng vạn người thì cũng sẽ có những cái con người thầy cô giáo nào đấy, hiệu trưởng nào đấy, phòng giáo dục nào đấy, rất là nhỏ thôi, sẽ có một cái gì đấy chưa được tốt lắm.
Thế thì mình không bao giờ kỳ vọng được 100%, nhưng mình kỳ vọng được rằng là các em cứ ăn no đi, các em cứ đi học đầy đủ đi, thế là mình đã good lắm rồi. Còn mình sẽ không bao giờ kỳ vọng được 100%. Đấy, thì những cái scandal đấy nó sẽ chỉ xuất phát khi là những cái người người ta chưa có kinh nghiệm. Ví dụ như là những cái cô ca sĩ, ví dụ như là những cái anh chàng kia có thể suy nghĩ quá là đơn giản rằng là mình làm thì không ai hỏi đâu. Thì tuy nhiên thì khi mà đã có những cái người như cô Phương Hằng hay là đã có những người có uy tín cộng đồng nhảy vào thì tự nhiên người ta lại bỡ ớ người lên, bởi vì trước đây người ta làm người ta không cần phải có một cái sự công khai gì hết, nhưng bây giờ họ đã bắt buộc phải có cái sự công khai vì cộng đồng người ta đã có sự gọi là hiểu biết hơn, cũng như là họ đã có những người dám đứng lên nói và sẽ không bị dập tắt. Cho nên là cái những việc đấy rất là tốt, càng càng có những việc như vậy thì càng tốt hơn cho những cái người làm thiện nguyện chân chính. Rồi là rất nhiều những cái người làm từ thiện gọi là bẩn, người ta có thể kiếm một cái ảnh ở trên mạng, người ta đăng lên và người ta kiếm rất nhiều tiền. Tuy nhiên thì dần dần nó sẽ bị mất đi rất là nhiều, vì người ta cảnh cảnh giác hơn, người ta sẽ tin tưởng những cái nơi nào thực sự uy tín, tìm đến những cái nơi trực tiếp để người ta làm. Thì cái đấy rất là hay, kiểu gì cũng phải có phốt phốt sớm với phốt muộn, phốt sớm tốt hơn để mình thanh lọc, để mình làm tốt hơn những cái công việc của đội nhóm. Thì còn nhiều lắm, có những nhiều cái để chúng ta có thể minh bạch, chúng ta có nhiều cái để chúng ta chứng minh, có rất nhiều thứ. Thì cứ bản thân mình ấy mà không có một cái sự ăn ăn chặn nào, không có một cái sự làm khó nào với địa phương, không có một cái sự cầm một đồng tiền nào, thậm chí em còn thoải mái đến cái độ em cũng không nhận tiền của cộng đồng để hỗ trợ cá nhân cho em đấy, mà chỉ là để nhận cộng đồng để hỗ trợ cho các cái bạn ở trong đội nhóm của mình thôi, để các bạn có thể có một cái khoản hỗ trợ nho nhỏ mỗi tháng để có thể trang trải được một phần của cuộc sống. Các bạn vẫn phải đi làm thêm, vẫn phải đi bốc vác, vẫn phải đi chạy Grab, vẫn phải viết bài content, vẫn phải 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 làm thêm chứ. Chứ còn ví dụ như là câu chuyện 3 đến 5 triệu hay là 5 đến 7 triệu ở Việt Nam thì thực sự là không thể sống và tích lũy được. Nó rất là khó. Đấy. Thì đấy là những cái mà em rằng là em đang làm, và cũng thực sự là một cái chia sẻ của mình, cũng như là đấy là cái sự gọi là lời khuyên cũng như là chia sẻ đối với là tất cả những cái bạn ở Việt Nam, thậm chí là ở nước ngoài. Nếu mà mình làm ấy thì mình tìm cách để mình minh bạch ra, không có lính dáng gì đến đã kinh doanh thì không liên quan gì đến từ thiện. Đấy, không đưa cái kinh doanh vào làm từ thiện, không đưa từ thiện vào kinh doanh, để tránh những cái việc là người ta có thể làm tếu xung quanh, hay là người ta có thể rằng là nói xấu về mình không tạo điều kiện thì người ta không thể nào người ta làm được. Cảm ơn em. Thầy rất là thích nói chuyện với Trung, tại vì thầy có thể feel được cái passion trong cái việc làm của em. Mà hôm nay thì thật sự là thầy rất là cảm ơn những cái sự chia sẻ với em, mà cho dù biết em 6-7 năm nay, thầy không có ngờ được là những cái chuyện mà em đã phải bỏ học khi năm lớp 11 và có đã nghĩ tới chuyện mà tự tử như vậy. Và thầy thật sự là nghĩ là nước Việt Nam rất là may mắn là em đã không có tự tử và em đã biết chuyển tất cả những cái nghiệp của mình để mà những cái sự đau khổ của mình thành ra những cái sự rất là có lợi ích cho tất cả những cái trẻ em ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Như vậy thì thầy xin phép được tóm tắt một hai cái điểm chính qua cái buổi trò chuyện giữa giữa Jimmy Thái với lại Hoàng Hoa Trung của nhóm Nuôi Em và Sức Mạnh 2000 tại Việt Nam. Thì quý vị có thể thấy được, và có thể bây giờ quý vị có thể nghĩ được, biết được tại sao là cái anh chàng Trung này là cho dù là bỏ học lớp 11 nhưng mà vẫn được bình chọn năm 2020 là bài cái tạp chí Forbes Việt Nam là 30 người Việt Nam trẻ tuổi dưới 30 tuổi mà nổi tiếng nhất, vì cái niềm đam mê của bạn đã biết chuyển hóa tất cả những cái gì mà không may mắn trong cuộc đời của mình và tập trung vào giúp cho những cái người bất hạnh hơn bạn rất là nhiều, những người bị tàn tật hay những người bị khiếm thị. Thì ba cái điều chánh mà Jimmy có thể học hỏi được qua cái buổi trò chuyện với lần của em Trung mà Jimmy muốn chia sẻ. Thứ nhất á, là bạn cho thấy á, là nếu mà cuộc đời mình có những cái sự cố mà mình cảm thấy là mình không có hợp á, thì thay vì bỏ cuộc á, đừng bỏ cuộc, hãy tìm cách tìm ra một cái cách giải pháp nào mà nó hợp với cái cách làm việc của mình, chứ không phải là mình bỏ học ở trong trường hay là mình không đi học đại học, mình sẽ là trở thành là con người không ra gì, mình vẫn có cái khả năng đóng góp được cho xã hội. Đó là điều mà Jimmy học hỏi được, và Jimmy thấy cái message, cái lời chia sẻ đó rất là hay. Thứ hai nữa, một khi mà bạn đã quyết định làm thiện nguyện rồi thì bạn nên làm cho nó rõ ràng, đừng có lẫn lộn cái việc thiện nguyện rồi cái việc đi làm, rồi cái việc kinh doanh. Tại như vậy thì rất là không có minh bạch cái gì làm cái gì cho nó ra cái đó,
kinh doanh là kinh doanh, làm thiện nguyện là thiện nguyện, và làm cho cá nhân đi đầu tư là đầu tư. Tất cả các cái đó là mình phải cố gắng làm cho nó rõ ràng. Và cái điều thứ ba nữa là cái điều chúng mình cảm nhận được là không những là bạn có cái hoài bão giúp tất cả các trẻ em ở Việt Nam, mà mình lại nhìn tới những cái nước mà còn thiếu hơn Việt Nam, đó là gì, bên Phi Châu, hoặc là những cái nước mà rất là khổ cực ở cái vùng mà vùng Đông Nam Á của mình, như là Miến Điện hay là những cái nước khác. Thì đó là những cái điều mà Jimmy cảm thấy là học hỏi được khá là nhiều. Và với cái sự tóm tắt như vậy thì Jimmy xin được dừng cái chương trình chia sẻ với Hoàng Hoa Trung hôm nay. Một lần nữa thầy cảm ơn Trung đã bỏ thời giờ ra 5-6 giờ sáng dậy từ bên Việt Nam và làm việc với thầy bên đây với đài VNTV. Và rất là cảm ơn em, thầy xin chúc em gặt hái được tất cả những cái sự thành công trong tất cả những cái việc thường nguyện và em muốn làm. Và với cái sự tóm tắt như vậy thì chúng thấy xin được dừng cái chương trình tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi trò chuyện kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Chào quý vị.